Trong video này mình sẽ nói về cái gấp mắt LED trong các LED thanh ray nha các bạn. Một là LED thanh ray, hai là LED dây nha. Mấy LED này giờ hiện tại là rất sử dụng, rất phổ biến nha các bạn. Trên thị trường đó, các bạn có thể tìm mua trong các tiệm mà bán LED trang trí, LED quảng cáo gì nha các bạn. Cái nguồn power supply cung cấp cho nó thường là cái nguồn switching, nó dùng là nguồn ATO, nguồn tô ong á. Cái này là bình thường là cái áp phổ thông nhất của nó là cái nguồn áp 12V DC. Cái cách mắc LED các bạn, đây là cái sơ đồ mình vẽ trực tiếp trên cái thanh LED nè các bạn. Mấy cái này là LED thanh ray nha các bạn, nó hàng dính với nhau các bạn, mà mấy từng thanh nó dính với nhau, cộng trừ nha các bạn, cộng trừ nè, cộng điểm cộng trừ điểm trừ. Cái này mình ra cắt ra nha các bạn, các bạn có thể cắt từng thanh nha, của nó một nguyên một thanh dài luôn nha các bạn. Mình ví dụ mình muốn cái là mình cắt từng đoạn ra từng thanh nè các bạn cắt một nhánh á, sẽ có ba con LED nha các bạn. Ba LED, một có một con điện trở hạng dòng cho ba con LED này. Đây nè các bạn, ba con LED nè các bạn, có điện trở hạng dòng. Cái này tùy nha các bạn, có một số như cái LED dây nè các bạn, LED dây sẽ có hai con điện trở này, nhưng mà mình tính cái con điện trở tương đương nha các bạn, chứ mình không tính đó ấy nha. Cái con nói chung là mình tóm lại là một con điện trở hạng dòng cho ba con LED này. Cách mắc như thế này nè các bạn, cách mắc này là mắc song song nha các bạn. Một khi á, một nhánh đó các bạn, cái này nhánh 1 nha, nhánh 1, nhánh số 2. Như cái này nè các bạn, một nhánh của đó là ba con LED, có một con điện trở hạng dòng. Khi mà một nhánh đứt các bạn, ví dụ cái nó được bố trí thiết kế này, ví dụ một nhánh thứ hai đứt, ví dụ là một trong ba con chip LED này không sáng nha các bạn, một con chip LED này chết đi, thì các nhánh còn lại vẫn sáng nha các bạn. Mình giả sử nha, mình ví dụ nhánh hai cái này bị đứt nha các bạn, cái một con như chip LED này đứt đi, thì do cái mạch này mạch nối tiếp nha các bạn, nối tiếp này cái nguyên cái dãy LED nè, cái dãy LED của nhánh hai này không sáng, nên toàn bộ nhánh hai sẽ không sáng luôn nha các bạn. Mình sẽ gạch bỏ đi nha. Lúc này á, còn nhánh một nó sáng và tất cả cái nhánh còn lại nó sáng, nhưng mà LED nhánh 2 không sáng. Thì cái cách mắc này á, nó vừa mắc nối tiếp vừa mắc song song luôn nha các bạn. Cho một nhánh á, một nhánh tất cả LED á, nó sẽ mắc nối tiếp nhau, nhưng mà tất cả các nhánh á, cùng nối vào nguồn, nên cái này cách mắc này mắc song song nha các bạn. Còn nói về việc cắt LED á, thì rất dễ nha các bạn. Muốn dùng một thanh LED như thế này, lúc đầu là nó mình cái này dây hình hàng nối vô thôi nha các bạn, nó nguyên thanh nè các bạn, mình lấy kéo mình cắt ra nha, các bạn có thể cắt từng thanh ra nha các bạn, là một nhánh từ cắt từng nhánh ra nha, rồi cho một nhánh á là cái mấy cái này nó song song nha các bạn. Mình có thể test là các bạn có thể dùng cái nguồn DC 12V DC. Nó không phụ thuộc vào cái điểm đầu điểm cuối nha các bạn. Các bạn test thì các bạn cứ đơn giản là các bạn cứ test cái chân cộng trừ cho mình nha, cấp nguồn DC 12V cho mình nha. Đây mình sẽ kẹp nguồn nha các bạn. Nè, dương dương âm âm nha các bạn. Rồi các bạn thấy nó sáng không? Nó sáng nguyên dãy luôn nha các bạn. Cái này mắc song song nha các bạn. Rồi các bạn có thể xác định là cái mắt này mắt song song hay mắt nối tiếp, thì các bạn xác định điểm đầu điểm cuối cho mình nha. Mình giả sử cái điểm trên đây là điểm đầu, đúng không? Thì các bạn tách ra. Rồi cái điểm hôm nãy là điểm cuối nha các bạn. Cái điểm này điểm cuối ha. Thì giờ các bạn kiểm tra hình. Là các bạn kẹp nè. Các bạn chích vô. Đây điểm cuối hôm nãy nha các bạn. Các bạn sáng không nha? Thấy không? Các bạn thấy sáng không? Nó sáng như vậy á là chứng tỏ gì?
chứng tỏ là cái nguồn này nó không thuộc vào cái thanh led này, không phụ thuộc điểm nổi cuối nha bạn. Tất cả là từng nhánh đó, nó bắt song song với nhau nha. Nó phụ thuộc vào cái điểm đầu điểm cuối á, ví dụ là nhánh 1 á, nhánh 2 mắc nối tiếp nhánh 1 á thì nhánh 2 nó cháy các bạn, là nhánh 1 nó tắt luôn nha các bạn. Cái cách này á là các bạn có thể xác định được luôn đối với cái loại led dây nha các bạn. Ở đây á, có led dây thì có hai loại. Một cái loại á, là có cái lớp silicon nó sẽ bảo vệ. Nó dùng để chống ẩm với nó xài được bền hơn nha các bạn. Nó chịu lực tác động bên ngoài á, nó ít bị gãy hơn nha các bạn. Còn loại mà không có silicon nha các bạn. Ở đây mình có một cái dây led nè các bạn. Cái này cũng tương tự như hồi nãy nha các bạn. Các bạn mà muốn cắt led á, vị trí này sẽ có hai con điện trở nha các bạn. Nói chung hồi nãy á, ở trên đây nè, có một điện trở mà các bạn ta tính hai điện trở này mắc nối tiếp nha các bạn. Các bạn không biết nó mắc nối tiếp mắc song song, nhưng mà tính các bạn tính điện trở tương đương đó thì chỉ có một con điện trở thôi. Còn vị trí cắt led nha các bạn, các bạn có thể cắt ở đây nè, mấy vị trí ngay khúc giữa nè các bạn. Đây là vị trí này nè, từng đoạn nha các bạn. Cắt mỗi cái, tại vì nó bố trí nó thiết kế là ba con led là một nhánh. Đây các bạn lấy một nhánh nè các bạn. Cái trường hợp mà chết chip led á hoặc là cháy á các bạn thì cái nói chung là nó không ảnh hưởng gì đó các bạn, không ảnh hưởng gì nhau. Ở trên đây mình sẽ thử nghiệm nha các bạn, tại vì cái đây là cách mắc song song nên một nhánh á nó bị cháy, nó không sáng nha các bạn, thì tất cả các nhánh còn lại nó vẫn sáng nha các bạn. Ở đây mình sẽ dùng cái thanh led này luôn nha các bạn. À, các bạn nhìn nè, các bạn cứ kẹp nguồn vô bình thường nha, âm dương. Các bạn có thể dùng dây đồng hàng vô nối vô nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, nó sáng hết, toàn bộ cái dãy led này nó sáng hết nha các bạn. Đây nè, tuy nhiên có một đoạn nè các bạn, cái đoạn này nè nó không sáng đúng không, có một số đoạn nó không sáng nha các bạn, nhưng mà nó không sáng thì ảnh không ảnh hưởng đến cái nhánh khác nha các bạn. Tại vì cái này là mắc song song á, nó không ảnh hưởng đến cái từng nhánh nha. Nói chung là một nhánh á là nó độc lập, nó tách biệt nhau, nó không ảnh hưởng gì nhau ấy nha. Nên các bạn, trường hợp mà các bạn bị đứt led này nè các bạn, như cái dãy này nha, các bạn thấy không, những cái đoạn này các bạn, đoạn này bị đứt nha, đứt là các bạn có thể cắt bỏ mấy đoạn này luôn lại các bạn. Cái đoạn cuối nó sáng á thì các bạn lấy hàng vô nha các bạn. Hàng vô thì cái dương nè, cái đầu dương nối với đầu dương đổng nối đồng không, các bạn thấy hàng dính vô nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể dùng một cái đoạn dây đồng á, các bạn câu nha, hàng sát vô cho nó dính chân nha các bạn. Đây là loại led dây không có silicon bảo vệ. Cái loại này dở hơn nha các bạn, tại vì nó hay bị gãy á. Thứ nhất là nó hay bị gãy, gãy cái tiếp xúc giữa hai cái đoạn led nè các bạn. Còn cái thứ hai, vấn đề thứ hai á là nó hay bị vô nước nha các bạn. Là từng cái mối nối á, chỗ cái góc này nha các bạn, vô nước tại vì không có lớp silicon bảo vệ. Rồi, để mà khắc phục cái tình trạng này các bạn, người ta sẽ chế tạo một cái loại led dây nè các bạn. Led dây cũng tương tự như cái loại này nha các bạn, nhưng mà có một cái lớp silicon ở ngoài, lớp nhựa silicon ở ngoài mà nó bảo vệ nha các bạn. Thấy tương tự nhau không? Hoàn toàn tương tự nha các bạn. Nó cũng ba con chip led. Rồi giữ cái mối nối nè các bạn. Cái DC nè các bạn, nhìn thấy không? DC có nguồn 12V DC. Còn dương nè, chân dương âm. Các bạn nhìn thấy cái khúc giữa không bạn? Khúc giữa các bạn thấy nhìn cái kéo không? Nó có một cái kéo, biểu tượng cái kéo nè.
cái kéo là cái phần này á, là cái để các bạn dùng các bạn để cắt hay nối led nha các bạn, nối led từng đoạn ha. Cái loại led dây này có ưu điểm hơn so với cái loại led thường, dây thường nha các bạn, là nó có cái là lớp silicone nha các bạn, nó bảo hòa, nó chống nước nha các bạn. Cái thứ hai á, là nó tăng độ uốn dẻo, đơn tăng độ bền, uốn dẻo khá tốt nha các bạn. Nói chung về vấn đề về cơ học á, là nó chịu lực khá tốt nha các bạn. Các bạn uống được. Còn cái loại mấy loại này các bạn, các bạn uống nhiều khi á nó gãy hoặc nó hư chip led nha các bạn. Bên đây là cái lớp silicone này bảo vệ nha các bạn. Còn nhiều khi các bạn muốn hàn từng đốt hoặc là từng nhánh á với nhau á, các bạn có thể từ cái mối cái phần tiếp giáp giữa hai nhánh với nhau nha các bạn. Các bạn có thể dùng một cái dao các bạn cắt đi nha. Để lộ ra cái lớp đồng. Lớp kim đồng nha các bạn. Cái này các bạn đã nha. Rồi sau khi các bạn dùng dao các bạn, các bạn cắt xong á, các bạn sẽ tách được cái phần hai cái chân đồng nha các bạn. Các bạn lưu ý cho mình nha. Các bạn dùng cái dao á, các bạn đừng cắt sát quá nha, cắt đường các bạn đứt cái đường mạch đây nha. Cách vừa phải mà các bạn lấy tay các bạn nạy ra thôi. À, ra nha các bạn. Nó sẽ lộ hai đường đồng nha các bạn, đây nè. Cái vị trí hai chân đồng này nè các bạn, chính là cái hai chân để mình hàn vậy, để nó hàn nối vô nha các bạn. Ví dụ cái đoạn dây led này á, nó ngắn quá các bạn hàn nối vô nha. Ở đây là các bạn có thể dùng ít mỡ như thông mà mỡ hàng các bạn si lấy chì các bạn. Ví dụ các bạn dùng si chì nha. Si hai vị trí chân đồng này nè các bạn. Để bạn hàng thêm vô. Dính liền nha các bạn. Rồi các bạn cứ thả dùng cái đồng các bạn xi vô. Xi cho cái hai chân này nó dính chì nha các bạn. Hai chân mà mình vừa mới xi chì nha các bạn. Rồi từ đây các bạn có thể lấy di động các bạn nối thêm vô hoặc là nối ghép vô với một cái dây led khác nha các bạn. Như vậy là cái cách ghép nối hoặc là cắt từng nhánh led của cái led dây loại này các bạn, so với led dây mà có silicone đó bảo vệ, hoặc là led dây là không có silicone bảo vệ, hoặc là led thanh ray á, nó hoàn toàn tương tự như nhau nha các bạn. Tại vì có mỗi đốt mỗi nhánh á, nó sẽ có một cái phần để cho chúng ta dùng kéo chúng ta cắt đứt. Mà đa phần cái mấy cái nguồn power supply cấp cho này á, là loại nguồn adapter nguồn tọa ong 12V DC nha các bạn. Rồi video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có cần hỗ trợ hay tư vấn gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video cho mình nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình nha.